Bây giờ mình cần chuẩn bị tông đơ, bông cồn, băng keo, rồi kim luồn, thuốc an thần, thuốc hậu phẫu, đồ phẫu. Thế thì cái này cần một lưỡi dao, một cái hand stead hoặc là mosquito, cái kẹp ấy. Cái này còn bị viêm đường hô hấp nữa. Rồi ok, set up chương trình có đầy đủ dụng cụ rồi mới bê nó vào. Quay chừng nó chạy. Bây giờ sẽ vào thuốc an thần vào nó trước đúng không? Tiêm bắp trước thì anh tiêm bắp thì nó hơi đau. Thường thường tất cả các pha ca phẫu thuật thì nên vào ven cho nó đặt kim luồn, bởi vì có nhiều trường hợp mình phải sử dụng phương pháp truyền nước để mà mình xử lý những trường hợp kiểu phát sinh. Mẹ ơi, bác sĩ ơi à. Này sẽ cho mình phía trước. Sợ chưa. Đây là bạn hàng quen. Mình sợ nhưng mà mình rất là ghét cái này. Ok, bánh tháng trước mặt nên buộc thì tốt, không buộc ra thì cũng được, sau đó nhổ. Ở đâu được phương án thì không biết, nhưng mà khi chỗ mình là nhổ cũng có rất là nhiều chỗ nhổ như thế này và rất hiệu quả, vừa nhanh gọn vừa sạch, vừa không để lại vết thương, đặc biệt lâu ngày rất là dễ nhổ, không bị đau, cứ vứt khoác bẻ bẻ lên. Riêng con mèo đực thì không bao giờ cần chỉ, không buộc thôi may, chỉ buộc cái sợi dây tinh hoàn này lại thôi. Thở dài, con này chỉ bị đường hô hấp cho nên là cũng khá lo, sợ bị ngạt. Sạch sẽ xung quanh. Khi set up một cái ca mổ thì sẽ đầu tiên là phải nhiệt độ tốt, ánh sáng tốt, chỗ ngồi sạch sẽ, xung quanh yên tĩnh, tập trung thực hiện. Cái này tập trung khăn. Mổ tại đây này, hay trên này? Ở ngay dưới vùng. Cái lông nhỏ ra thì xịt cồn nó phải bay, mình sẽ xịt cồn vào đây mà nó không có bay được luôn, không bay được cái bèn ấy. Những lông thừa này cực kỳ phiền. Giai đoạn này thì không cần găng tay, không cần phải màu mè. Mấu chốt cho một cái cuộc phẫu thuật thành công là giai đoạn chuẩn bị vệ sinh, thao tác chính xác, tránh mất máu. Sau đó thì ta tác kiểm tra rất quan trọng. Rồi bây giờ dụng cụ cần là găng tay, một kẹp, một lưỡi dao, thế là xong. Có vẻ như sắp dày rồi. Nếu không tự tin có thể cho thêm 0.2. Nếu mà
cảm thấy được bị quất. Trên này cũng bị quất. Vâng, cái đấy hết. Anh phải xem con nữa. Đây là lần đầu tiên mình kiếm được luôn nhỉ? Vâng. Chương trình của mình là tay được chạy chương trình kẹp thế nhưng được ngủ thì sẽ nghe cho này phải đây phải đây ok sẽ luôn đây cần khoảng một phân
Trận thứ 3 cũng là kéo lại, tức đấy. Còn tức này. Cái dưới này là cái dây này. Đó, cái dây này nó rất là nhiều máu. Cái dây này đi. Giống cái dây sang xé đó là được. Phải chỉ cũng là đứt luôn cả cái dây này. Đó. Ok. Đấy mình cầm tay kéo đây. Tay cầm cái dây này, tay cầm cái điện thoại. Tước nữa. Ok, thế thì ở đây nó phải có mạch máu và ở đây nó phải dây ống dẫn tim. Rồi ok, cầm cái đút chặt. Cái phần có đút chặt. Đó. Thế cái dây điện thoại này bây giờ tay trái cầm nó đúng không? Rồi kéo về phía. Rồi cái ngày để úp, cái kẹp để úp song song kia. Ok rồi. Trong đồn sát của bác. Ghi như vậy. Đó đúng không? À đúng rồi, chỉ nhau thôi. Mình nghĩ nó về nó không thể thôi. Rồi kháng bồn ra. Rồi cho cái này vào. Bỏ luôn, không cần để thấy đâu. Không, để đồn xuống đây. Để cái chân này cho xuống luôn. Đấy đúng không? Đúng rồi, kẹp lại. Đây, phải kẹp chậm trong bệnh. Rồi, phải kẹp lại. Kẹp xong bấm luôn. Bấm cho nó khóa lại. Rồi, chúng ta có chuyện đưa ra các cái đấy. Nhớ là phải cắt cái hòn giấy ra, đừng có cắt cuốn này nhé. Rồi, cắt cái đấy ra. Bỏ sang này. Rồi, bỏ con ra đây. Lấy cái gạt tuốt kia lên. Tay phải giữ kẹp chia chặt. Bước này rất quan trọng. Đó, cứ từ từ dần lên. Ok chưa? Sau bắt đầu cầm cái gạt tuốt thật là chặt luôn. Chặt nữa. Ghé cái miệng cạp này để mình cầm một miếng nhỏ mình xem cho là cái nhìn của nó thế nào. Đấy, cứ kéo cảm giác chặt thật chặt là gì thôi. Rồi thả kẹp ra, nhét vào nhau. Trước khi nhét thì chấm một ít thuốc đỏ vào đây. Kỹ thuật đăng ký ra. Máu nó sẽ chảy khoảng 1 giọt thôi là cùng. Là đúng kỹ thuật thì chảy cùng lắm là 2 giọt. Đó, ok, bên kia vậy. Tiến hành tăng tốc bên kia thì xem thế nào. Ok, cái mặt tay đây là tay cái bóp. Xin lỗi những chỗ mà mình nên cầm. Cái đường cắt thì mình lên là đáy luôn. Nhưng đấy mà đúng là ngay chỗ này. Rồi mình bóp lòi ra. Cảm giác nó chưa đứt đúng không? Cắt kia sâu hơn nữa. Mình chỉ được cài sâu hơn nhưng mà rộng hơn thôi. Sâu hơn nữa, đầu rồi. Nghe rộng quá to sao này? Không, chả sao. Có vẻ như lớp thì chưa đứt hả? Thêm phát, thêm đường đào này. Chưa, nó chưa đứt hả? Cái nước ở trong nó sẽ nhắn hơn. Nó chưa đứt hẳn. Vẫn còn dính ra. Rồi ok, thế cũng được. Đây cũng phát ngang, bây giờ thì cũng được ấy. Khi mà em cắt trúng cuốn này rồi, thấy là nó rất là khó lòi ra. Ok, bóp. Thế thì khi mà cắt trúng cuốn nó rất là khó trúng ra. Mình nên tránh cái cuốn của nó. Thế thì mình nên mở đường cắt ra phía này. Phía này. Đó. Đúng không? Rồi nặng ra này. Bởi vì đây là ngay cuốn rồi, nó sẽ không đứt được. Nặng ra sẽ đi. Rồi, kịp. Lấy cái kẹp sẽ cắt lại. Không nên kẹp như vậy. Thì cái mép nó không kéo. Cái mép nó hay bị tìm vào bên cạnh. Đấy, đúng không? Không được xé đâu. Bởi vì cắt trúng cái cuông. Cái cuông nó sẽ hết đúng không? Và tức là còn đủ hai sợi đúng không? Rồi, nhét lại.
Ok, thế là bố cái kia nhưng mà sẽ lên được rồi. Easy. Đây, hai đây đúng không? Hai đây, đầy đủ. Trắng đẹp sạch sẽ là được. Động tác mình có vẻ dễ dàng nhưng mà lúc thực hiện nó sẽ hơi rối một tí. Đúng rồi. Bước này rất quan trọng nên phải để ý. Rồi ok, thế là cắt. Chưa. Rất là chưa. Giữa thực tế và lý thuyết thì nó khác nhau ở chỗ đấy. Trơn rồi nó dính rồi nó trượt rồi nó rơi vãi rồi nó đủ kiểu hết. Đồ thì vừa để đấy nó biết thế đâu. Cứ thật là chắc, à, không chắc quá. Đừng, à, không nên kéo dây ra nhé. Cứ là không nên kéo, nó đứt bên trong. Rồi ok. Chớp. Thế là xong, ký đầu tối là năm. Riêng mèo thì không cần may. Ok, tạm. Ca này thì làm trong vòng khoảng 3 phút. Ờ, đúng rồi, đấy cảm nhận của một người làm lần đầu tiên thì đấy. Thiến thực thì theo mình nhìn thì thế nào? Khi nhìn, mình nhìn đó là một khi mình làm nó chắc là 5, 6. Nhưng mà nó có một chút gì đấy không giống cái lắm. Không giống được. Rồi ok, đẹp là sao? Đặt.